Cũng rất là đơn giản các bạn, nhanh gọn lẹ nha. Wow, ngon quá. Tú bắp gỏi này ngon á. Đây các bếp miền Tây, chào các bạn. Hôm nay cái món này là do đại đầu bếp nấu nha, chứ mình không biết nấu, là món cá hành cá hành chân tương ăn với rau sống nè. Cá hành là cá sông đó. Rồi mở ra vô tút coi cần một trứng ở trong á. Đó, thấy không? Chưa. Tôi chưa thấy mà. Đó. Đây. Đâu coi coi trứng bự không? Cái đùm trứng này là của tôi. Trứng ha. Wow. Cái trứng ha. Tương. Có nấm nữa. Để ăn với rau sống. Nhà thích ăn đậu phụ tăng. Đây, giờ mình chế biến cho các bạn xem nha. Rồi. Rồi làm đi. Đầu tiên, siêu đầu bếp sẽ làm tỏi. Chưa là đầu bếp tỏi, nhưng mà cá này á, cứ như là thử lại, sứa ra. Ủa chứ phải để nguyên con hả? Đó là chân, cuối chân gì sao đổ mồi. Cái sửng này quá nhỏ so với con cá này các bạn. Bây giờ mình phải cắt làm hai. Chà, đầm trứng cũ quá. Rồi cắt bẻ cái đầm trứng luôn các bạn ơi. Nguyên liệu làm thấy thèm không? Ngon ngất ngay. Rồi cái sửng kia nó quá nhỏ các bạn, mình chuyển qua cái tô này luôn cho nó bự nè. Sư Bất Tú đang cắt tỏi. Cháy để bỏ vô cho thơm. Ủa mình cháy lên đó xong bỏ vô đây hay mình bỏ cái vô cháy luôn? Bỏ thử từ món hết rồi mình lấy lại. Cái nhuyễn không? Nhuyễn. Bỏ hỏng ra nhai ra nhả ra. Nè mới nhai rồi đi. Nhả ra xong mình mới ăn luôn. Mình không thể thiếu gừng nha các bạn. Cái liệu đặc biệt nha. Rồi bỏ mấy lát gừng vô cho nó ăn ấm bụng. Chia cá nó bớt tàn. Với cá sông ít thích tanh hơn cá nuôi bạn ơi. Người nhà cũng thích ăn gừng. Ăn cho ấm bụng. Bụng ai cũng muốn ăn. Bụng ai cũng tốt quá phải ăn gừng. Rồi thú hồn tưởng để nguyên miếng vậy bỏ vô gà hay vô gà chứ vô cá chứ. Bây giờ là thử đặng chân tương nha các bạn. Cho cá nó ngon. Tuy là cá sông nhưng cũng phải thử. Mình bỏ gừng vô luôn. Vô các bạn. Ủa có Tú không xin miếng hả? Trời ơi, thơm mùi gừng quá. Không ngon hả? Thơm hết ngay luôn. Ổ trứng à? Quá tài không ha, cứ dẫn ngược lên luôn rồi. Thôi trứng này à, ngon dữ lắm á. Để thử vô con nữa. Đó là đó, cái gì vậy? Cái gì ta? Cái ngá trứng ăn không được chứ ơi. Ăn không ngon. Là không ăn tầm chứ. Đem ra mình ướp nguyên liệu vô các bạn. Rồi nấm luôn. Không, tính nhanh rút gọn, hai trong một luôn. Cái
Rồi xong nó chảo đổ ngược vô đây hết rồi các bạn. Bỏ nước vô mấy. Đó, mình bỏ tương hộp vô luôn các bạn. Biết bây giờ là nóng dữ dằn luôn rồi á. Hết sức tưởng tượng một tí. Wow. Ăn vô đâu? Có cơm. Chưa được biết vậy là chết rồi. Chưa được biết. Có muốn nữa không? Có. Mặn. Mặn quá. Khác không má? Biết này lửa ấy nha. Nó đã là biết thì đường ít nha các bạn. Chưa biết là đường nhiều. Chưa biết nấu là đường hồi nào cũng nhiều á. Ngon quá. Rồi mình bỏ đậu hũ lên. Cái gì nữa má? Có rau không? Hành hay gì vậy? Hai ớt thôi. Mình nó phải thủy tẩu. Ớt này cắt đồ ăn con kiện nè, cay hỏi là nè. Rồi món này cũng rất là đơn giản các bạn, nhanh gọn lẹ. Trời ơi, ai chơi thao nước hết hồn vậy? Xin bếp Tú ơi. Nước nhiều dữ vậy? Cho thôi, chín lẹ luôn à. Hấp có con cá đây lớn vậy mà chơi cái nồi nước hết hồn các bạn. Trời ơi, nó chín lẹ. Trời ơi, này, chắc mùa này tăng sao nó mới chín quá. Đeo vậy mà nó chín lẹ. Ngon chưa? Bây giờ chúng ta sẽ đậy nắp lại. Canh chừng 45 phút nó ra ta mở ra. Cắt chanh bớt dấu. Bớt rau. Mình ăn vậy thôi đó, đơn giản vậy thôi. Đơn giản hay đơn giản không? Ừ. Ở cái mận của chị Hưởng đó má. Sáng nay con bẻ ra hai tá ăn ngọt ghê. Đó, thấy chưa? Sâu á. Thấy chưa? Ăn trộm đó, thấy chưa? Không có, tới bên nhà. Chưa được biết bây giờ ăn trộm. Không có trộm. Kế bên nhà chị nó ăn chung mà. Chị nói vậy là gì? Rụng vô quét thấy bà luôn, có quyền ăn. Chị nói hả? Ừ. Nó ngoan ra hái à. Được bỏ luôn. Thì ta mở lợi vậy mà nó ăn ta buồn hiểu không? Ừ. Ăn cho một chừng à. Ăn cho ta hạnh phúc hả? Quý là đi hái đại sen với hết nhà. Tú lội nè. Tú lội hả Tú? Dạ. Nước tới đây nè ăn Tú. Rồi. Lội nó hụt nó lặn dưới luôn quá. Nó hồi quá mới hái đại sen này qua mốt qua chừng bữa nửa tháng đại sen nhóc luôn rồi hỏi hởm nó bán ra quá trời tiền luôn á. Ra mua về lấy hạt nấu chè ăn bạn bà chết à, nấu ngại gãy phân puree không à, cha đậu đâu chua quá. Cái đó chú ăn giảm cân rồi thử từ từ. Tan ra. Quậy rồi, quậy tan ra. Cái gì chắc nó chua lắm á Tú ơi. Thì hồi để đâu thấy nó biết là nó chua. Nhìn cái này rồi. Từ từ đừng cho nó tan quế.
thử con đũa chua. Rồi, Hải qua đây bóp đi. Không lấy bằng tay vàng, bằng tay ngọc đâu. Chua quá. Chua không? Chua ngọt. Là gì được phải không? Mình thử rồi. Thôi, được rồi. Thôi. Thử đều hết. Ừ, rồi à. Mày chấm vừa ăn luôn á. Chết. Mà đồ chua này hơi nhiều quá. Ăn giảm cân. Rồi, ơ má hơn. Wow. Ăn xong rồi về quá. Đây. Nơi ra Tú ơi. Ngon quá. Đừng có giọt tay nha. Rồi mời cả nhà dùng cơm nha. Đó. Hôm nay siêu đầu bếp Tú sẽ là thợ công phụ. Đại đầu bếp nữa là bếp chính. Sẽ dẹt con cá nó ăn. Ngon ngất ngay luôn. Không bao giờ thèm. Sáng ăn rồi. Nó rất là ngon. Ngon quá. Ngon nữa hả? Ngon. Vừa ăn không? Cái làm xưa là biết người ta coi đâu cần niêm đâu. Chỉ cần người ta bỏ vô là người ta biết cái hương vị nó là sao rồi. Còn đại đâu biết làm vậy, còn siêu đâu biết phải làm cái là phải niêm. Tú bắp gỏi này ngon á. Ăn thì ăn đi. Không bao giờ. Có khăn sẵn rồi. Không bao giờ nhiễu nhão. Kim mình thằng cá. Sao vậy chứ, nhiễu nhão sợ lơ à.